toàn xin chào anh chị em đến với kênh nhà đất vĩnh long thanh toàn nơi ký nhận giới thiệu nhà và đất chính chủ khu vực tỉnh vĩnh long và con lộ đan này cũng là con lộ đan trước đất mình luôn nha lộ đan hai mét rưỡi và đường lưu thông hết nghe anh che mình và miếng đất ngày hôm nay là nó thuộc phường đông thuận thị xã bình minh của tỉnh vĩnh long miếng đất ngày hôm nay nó rất là đẹp và đồng thời giá cũng rất là tốt ưu điểm của nó là có hai khu công nghiệp sát bên nó luôn khoảng cách nó xa nhất là hai cây số trở lại ở đây á, thì điện và nước máy anh chị em mình yên tâm nha mua là có thể cắt nhà được liền luôn nha khỏi lo về vấn đề đó và ngay chiếc xe toàn nó vô ngay chỗ cây trụ cây trụ đó anh chị em mình là lậu giới và đồng thời cái con lộ này là có lậu giới nên dự án sau này là còn mở đường ra một chút đỉnh nữa chắc mở đường khoảng chừng 3 mét gì đó sau này chắc làm nhựa anh chị em mình lên thị xã nó sẽ lên làm nhựa thôi là bởi vậy nó mới chùi lậu giới lại một khoảng đó và cái miếng đất này á, thật ra là chủ hay chồng anh này á, là mua đất này để cất nhà mua xong rồi xong á, đang tiến hành làm luôn nè rồi xong cái ông nội này qua làm vô vô tình gặp được cái nghệ cũ ngày xưa hai tay gặp lại mừng quá nói chuyện gì đó tâm tình cái mấy ngày sau con vợ nó qua đây rồi xong cái lối sớm kể lại là hai người có nói chuyện này kia này kia nội gì đó rồi xong con vợ ngoe ngoẩy đi về một nước một luôn rồi con vợ phá một câu ông đất đó ông mua ở mình đi tôi không ở thế là chiến tranh lạnh kéo dài ông chồng thấy không xong rồi nên quyết định bán lại kiếm miếng đất khác để ở chứ thật ra miếng đất này nó rất là tốt nha và cái cạnh dài toàn đang đi nè kể chuyện tàu lao á là nó được 15 m 5 tấc nha còn cái cạnh dài mấy bên kia là được 14 m 4 tấc nói chung là hai cạnh dài nó lệch nhau là một mét và xung quanh của miếng đất của mình ở đây á, ngày hôm nay thì không có cái mã cái màu nào ông bà quá cố nào nằm ăn nghỉ đây hết trơn nha anh chị mình yên tâm bởi vì nói đất ngày hôm nay nó rất là đẹp luôn và cái uh, ngay ngón tay toàn cái trụ lên che mình nó ngang thẳng qua bên tới uh, ta đụng tấm thiết mà nó đỏ đó đó là ngang sau của đất mình á, là được tám mét nha và ngang trước của đất mình là 7,4 mét nói chung đất mình ngày hôm nay nở hậu được là một mét và tổng hết diện tích của miếng đất ngày hôm nay á, là được 117,7 m đất đô thị là đất thổ cư rồi hết rồi anh chị em mình. Và chủ kêu bán hết cái miếng đất này á, với cái giá là 730 triệu thôi. Thủ tục giấy tờ chuyển nhượng ổng bao cho anh chị em mình luôn. Giá này được thương lượng nhẹ luôn nha anh chị em mình. Và khi anh chị em mình mua miếng đất này cất nhà thì nó sẽ là thuộc hướng Nam nha. Và cũng từ cầu Cần Thơ Anh chị em mình vô đây thì mất chỉ có 9 phút chạy xe thôi nha Khoảng cách của nó là 6 km Cầu Mỹ Thận mà qua đây thì 50 phút chạy xe nha Khoảng cách của nó là 40 km Bến xe miền Tây về đây thì mất 3 giờ đồng hồ Khoảng cách của nó là 158 km Và đất này thì toàn có xem quy hoạch cho anh chị em mình rồi Anh chị em mình có thể yên tâm để mà cất nhà Và anh che em mình nhìn lên bản đồ quy hoạch á Anh chị em mình thấy không Có một là khu công nghiệp Bình Minh là khu nghiệp hiện hữu Cách đất mình á khoảng à, không tới hai cây số và có khu công nghiệp của Đông Bình đó là khu công nghiệp này đang quy hoạch và có bản đồ quy hoạch rồi luôn nữa thì cách đất mình đó thì khoảng chừng cây rưỡi số thôi nói chung miếng đất ngày hôm nay anh chị em mình mua ở hoặc mua đầu tư thì sau này nó cũng rất là có giá nha và kênh nhà đất Vĩnh Long Thanh Toàn anh chị em mình ngày nào cũng như ngày nấy nha đều có đất có nhà đưa lên giới thiệu đến anh chị em mình hết anh chị em mình xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ toàn với nha và trước đất của mình là đan. lậu đan Lậu đa này là hai mét rưỡi anh chị em mình và ngoài con lộ đa này ra khi che mình sở hữu miếng đất ngày hôm nay á là nó sẽ là ngang ngón tay toàn nè từ ngón tay toàn dài ra xuống tới mấy rạch đó anh che mình á có thể là cất nhà sàn tạm bỡ này kia che cốc quán ổi chồi gì đó ngồi nhậu uống cà phê rồi vô tư nghe anh che mình rồi đừng có làm kiên cố nha và cái con rạch này á thì à, nói chung giờ bà con cũng không có đi nữa và anh che mình cất nhà lắng xong rồi xả nước sinh hoạt xuống con rạch này luôn nha và chủ đất người ta có đặt ống sẵn luôn rồi anh chị em mình có việc là về nói chung là cái cơ bản là ông đã làm hoàn thiện cho anh chị em hết rồi bây giờ thì để toàn lựa cái thế nào nó đẹp đẹp cái nữ đứng cặp máy kinh cái toàn quay ngược vô đất cho anh chị em mình xem nè cái miếng đất ngày hôm nay nó không thiếu gì hết nghe chợ trường học quỹ ban khu công nghiệp đặc biệt là hai khu công nghiệp nghe một khu công nghiệp hiện hữu và một khu công nghiệp là đang triển khai làm luôn nghe anh chị em mình bởi vì miếng vị trí miếng đất này là ngon cực kỳ luôn nha và ngay ngón tay toàn ngang qua nó ngang qua tới cái trụ bên đây luôn anh chị em mình là 7 m tư mặt tiền của đất mình ngày hôm nay nha giá chỉ có 730 triệu thôi anh chị em mình coi được thì nhanh tay mua ủng hộ toàn miếng đất ngày hôm nay nha anh chị em mình xem thật là kỹ nha coi cảm thấy ok toàn dẫn lên coi là y chang vậy cái nữa là chốt luôn nha anh chị em mình chứ dạo này đi tới đi lui thì toàn cũng hơi bị khó khăn lắm anh chị em mình cái nó cũng lu bu công việc nhiều lắm với lại có đi câu ấy, hẹn toàn trước một tiếng dùm nghe anh chị em mình giờ toàn xin chào anh chị em mình nha